Thu chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin mời các bạn theo chân Hà Thu để đón chào vị khách mời trong ngày hôm nay nhé. Xin giới thiệu dancer Kim Anh. Chào Kim Anh. Mời Kim Anh. Chào mừng Kim Anh đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Dạo này thì công việc của Kim Anh như thế nào? Dạ, trước hết thì em xin chào chị Hà Thu và xin gửi một lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị đang xem chương trình. Thật ra thì dạo này em vẫn đi nhảy chị. Dạ, dạ vẫn đi biểu diễn chị. Đây là giai đoạn mà Thu nghĩ là mình có thể dành thời gian chăm sóc bản thân, ăn uống, bồi dưỡng. Thì có kế hoạch bồi dưỡng gì trong giai đoạn này không? À, em hơi bị quá kế hoạch luôn á, tức không phải là mình ăn nhưng mà mình lại ăn quá đó chị. Tại bình thường là ăn xong mà mình phải sử dụng năng lượng đó để nhảy. Bây giờ là em ăn xong và em rảnh quá, thế là em lại ăn tiếp á chị. Dẫn đến là một ngày có thể ăn rất là nhiều. Bởi vậy hôm nay khi mà em nghe Khẩu vị ngôi sao là em nhận lời liền. Tại vì em rất muốn là ăn nữa, tới đây vẫn ăn nữa. Lý do chính là phải thích ăn đúng không? Dạ. Nhưng mà tôi thấy có thể là cơ địa của Kim Anh không có hấp thụ được nhiều hay sao ấy, vẫn thấy rất là gầy. Chắc là do có một cái sự gọi là vậy, che giấu ở đây. Ôi, như vậy là hôm nay em chọn một bộ đồ thành công rồi chị Thu ạ. Thế hả? Đối với Thu thì thấy trời ơi, mặc đồ rất là đẹp và so với Thu thì còn hơi gầy, có thể là mình nhảy nhiều quá cho nên là... Dạ đúng rồi, em nghĩ là chắc là do ở nhà em quậy, em tự quậy bằng cách em tự phiêu. Em phiêu cũng hơi lố so với kế hoạch tí xíu. Mình phiêu xong mình đứng dậy mình phiêu cho quý vị khán giả coi một chút được không? Và cho em xin chút nhạc cho bạn Kim Anh phiêu được không ạ? Dạ em xin được phép đứng dậy phiêu ạ. Dạ nhẹ nhẹ, mình nhẹ thôi là chị đó, đúng rồi. Mình sẽ có một cái nhảy cháy rất là tinh tế đó chị. À mình cháy như này dạ, thôi à. Cháy tinh tế nha chị. Cháy quá rồi gì? Vẫn tinh tế, sắp rồi. Sắp chưa? Sắp rồi. Sắp chưa? Mình... Rồi, quay. Dạ, em xin nhường nhạc. Chảy quá nó hơi... Chảy quá, xin lỗi mọi người. Dạ, thôi mình trở về vị trí được cho Kim Anh. Dạ, trời ơi. Rồi, bây giờ sau thời gian nhảy thì Kim Anh có cảm thấy đói bụng hay là muốn ăn một món gì đó không? Dạ đúng rồi, mới bước ra nhảy là em đói luôn rồi. Rồi, bây giờ là Kim Anh ghi giúp Thu hai món ăn mà Kim Anh muốn thưởng thức ngay bây giờ nhé. Dạ, chết rồi, em ghi xấu có bị phạt không? Không cần ghi chữ đẹp quá đâu. Vậy khẩu vị của nàng này cũng khá là khó đấy, thử thách cho các bạn chơi đúng không? Dạ. Và ngay bây giờ chúng ta hãy chào đón hai bạn fan hâm mộ đến đây để nấu cho Kim Anh ăn nha. Dạ đúng rồi, em háo hức lắm rồi. Háo hức không? Dạ, cho em xem mặt hai bạn đó liền đi. Xin chào mừng bạn Thanh Tân và bạn Hoài Giang. Chào hai bạn. Mình giới thiệu chút về bản thân nè. Em tên Hoài Giang, em làm diễn viên tự do. Và mê Kim Anh vì Kim Anh xinh hay là Kim Anh nhảy giỏi hay như thế nào? Thì em thích chị Kim Anh nhảy và chị Kim Anh cười đẹp lắm chị. Gọi là thích cái nụ cười của chị Kim Anh. Để chị cười suốt từ giờ tới cuối chương trình nha. Nếu chị cười vậy em nấu không được cho chị ăn đâu. Sao em nhìn chị không à. Rồi mời Thanh Tân bạn giới thiệu một chút về bản thân nhé. Em chào chị Kim Anh, chào chị Hà Thu. Em tên là Thanh Tân, 23 tuổi, hiện em đang là giáo viên tiếng Anh. Wow, em đi dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ. Dạ. Rồi, bây giờ có một thầy giáo tiếng Anh cộng với một diễn viên ngồi đây để dành nhau nấu một trong hai món ăn này cho Kim Anh ăn. Nhưng mà trước tiên á, chúng ta phải vượt qua thử thách nha, không có dễ đâu. Hai bạn phải vượt qua hai câu hỏi cũng như một thử thách, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ lật được ba từ khóa liên quan tới Kim Anh ở trên màn hình. Kết thúc phần này, nếu bạn nào mở được nhiều từ khóa hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng và có quyền chọn một trong hai món ăn. Thu đang cầm ở tay đây. Bên cạnh đó thì một trong ba từ khóa này sẽ có huy hiệu thần bếp. Bạn nào sẽ mở được từ khóa có huy hiệu thần bếp thì bạn đó sẽ có một lợi thế, nhận được sự trợ giúp từ Kim Anh trong phần nấu nướng của mình. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi mời hai bạn cầm bảng và bút lên, chúng ta sẽ chuẩn bị để trả lời câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên, bánh tằm bì là món ăn phổ biến nhất ở tỉnh nào? 2 1 Xin mời. Đáp án của Đồng Tháp. Em là Đồng Tháp. Đáp án của em là Cà Mau. Và đáp án của chúng ta là bánh tằm bì thì có ở rất nhiều tỉnh ở Việt Nam, tuy nhiên phổ biến nhất là ở Bạc Liêu.
Cả hai bạn không ai chính xác hết. Và Thu sẽ đưa thêm một chút thông tin, đó là thành phần chính của bánh gồm có da heo, thịt nạc, thính gạo, bột nếp, bột gạo. Rất nhiều vùng miền có món bánh tằm bì, nhưng cách pha trộn bột của mỗi vùng khác nhau, vì vậy mà cho ra những khẩu vị riêng và đặc trưng riêng của từng vùng. Vì câu hỏi đầu tiên không ai trả lời đúng hết, cho nên là Kim Anh hãy giúp hai bạn lật cái từ khóa đầu tiên nhé. Dạ. Kim Anh chọn từ khóa nào? Từ khóa số 1 luôn ạ. Xin mời từ khóa số 1. Không thể và có thể. Dạ, cái này là sở thích về ăn uống của em thôi ạ. Em không thể ăn một thứ mà rất nhiều người có thể rất là thích, đó là em không thể ăn cay. Không thể ăn cay, bao gồm tất cả các loại cay, ớt, tiêu. Tiêu thì có thể có một chút, nhưng mà tất cả những gì liên quan đến ớt là em không ăn được. Còn có thể? Dạ, rất nhiều, rất là nhiều. Có thể là ăn cả thế giới không? Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Nói chung là có thể ăn được rất nhiều món, nhưng mà thích ăn không cay. Dạ. Thích ăn những cái gì, ví dụ như là thích ăn trái cây hơn, hay là ăn rau, hay ăn thịt, ăn cá? Ăn hết. Dạ, trong một bữa ăn là em phải đầy đủ hết luôn á chị. Thịt, rau, trái cây, đồ nước, đồ khô, dạ, hết tất cả luôn. Dạ. Em ít ăn quá. Dạ, em rất là ít ăn. Dạ. Vậy là câu hỏi đầu tiên chưa ai giành được phần thắng hết. Chúng ta hãy cố gắng trong câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi tiếp theo cũng có 10 giây cho hai bạn. Hãy cho biết tên một loại hạt được nhắc đến trong câu thần chú mở cửa ra của truyện Alibaba và 40 tên cướp. 10 giây bắt đầu. 2 1. Xin mời giới bạn. Đậu gì? Đậu phộng. Rồi em nhắc cái tới cái câu nào mà có đậu phộng giúp gì với? Em không nhớ, nhầm ghi đại gì đó chị. Và đáp án của em là vừng. Vậy Thanh Tân có thể đọc được cái câu thần chú đó không? Vừng ơi mở cửa ra. Vừng ơi mở cửa ra, và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng Thanh Tân đã giành được một điểm trong câu hỏi này. Thu sẽ cung cấp thêm một chút thông tin về hạt vừng nhé. Chúng ta đã quen với nhiều tác dụng tuyệt vời của vừng đen hay còn gọi là mè đen, nhưng có một tác dụng nổi trội có thể rất nhiều người chưa tận dụng triệt để được, đó chính là chữa bệnh táo bón, làm nhuận tràng và thông tắc đường ruột. Cách làm là như thế này: dùng một muỗng canh vừng đen nghiền thành bột, sau đó trộn với một chút bột yến mạch và các loại rau, sữa chua hay các thực phẩm khác, rồi ăn hàng ngày cho đến khi khỏi bệnh. Xin mời bạn chọn một từ khóa để mở ra nhé. Em chọn ô số 3. Từ khóa số 3, xin mời. Đam mê đầu tiên đó là nhảy chăng? Dạ, đam mê là phải có nhảy, và cũng không thể thiếu một đam mê là chị ăn đoán uống. Được. Không thể nào quên đam mê ăn được. Tức là trong cái kho tàng đồ ăn đó chị, thì tất nhiên vẫn có những món em mê hơn những món còn lại một tí xíu. Rồi, ví dụ. Dạ. Đó là những cái món mà hải sản. Tức là rất hải nhiều sản. Người thì là hay bị dị ứng hải sản, nhưng mà may là em không bị dị ứng và em rất là thích những món hải sản mà. Rồi em còn mê thêm món gà và đồ sống. Em rất sashimi là... đồ dạ, Nhật. Đúng rồi, dạ đúng rồi, đồ Nhật. Đa số những món của Nhật là em đều ăn được và... rất là tốt cho sức khỏe. Dạ đúng rồi. Kết thúc câu số 2 thì phần chiến thắng đang nghiêng về Thanh Tân. Thanh Tân ơi, nãy từ khóa của Thanh Tân mở là đam mê, bên cạnh đó thì có một huy hiệu thần bếp. Điều này có nghĩa là bà sẽ nhận được sự trợ giúp từ Kim Anh khi mà nấu nướng, cho nên đừng quên sự trợ giúp này nhé. Đó là một lợi thế dành cho bà đó. Và tiếp theo chúng ta đến với một thử thách, thì đây là một cơ hội cho em gỡ điểm, cố lên nhé. Bây giờ Hà Thu sẽ phổ biến thử thách này. Đó là ban tổ chức sẽ chuẩn bị 10 quả trứng gà luộc bỏ vào một cái tô ngập tràn dầu ăn, có 2 chiếc vỉ trứng và 2 đôi đũa dài. Nhiệm vụ của hai bạn là phải dùng đôi đũa đó để gắp trứng từ trong cái tô dầu đó ra cái vỉ. Và trong 1 phút 30 giây, ai có số trứng nhiều hơn thì sẽ giành chiến thắng và được lật từ khóa. Lưu ý là trứng phải lấy ra và đặt trên vỉ nha, chứ bị trượt ra ngoài thì sẽ không tính. Kim Anh ơi, có thể giúp Thua đem trứng lại cho các bạn không? Dạ, được ạ. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Gì nữa Kim Anh? Cái gì không cần gì đó. Mấy cô Thả Thính em dở lắm. Em chỉ giỏi ăn thôi. Còn người ta sẽ là Thả Thính em thôi đúng không? Có ai em có Thả Thính ai đâu. Wow, cái này đang hên đúng không? Hớt cái nó ra đúng không? Ôi, trời, bây giờ chuyên nghiệp hơn hẳn rồi. Cũng trí tuệ lắm bộ. Wow. Wow, tuyệt vời. Rồi, đã kết thúc. Và nhìn rõ ràng là phần thắng thuộc về Hoài Giang đúng không? Với 40 giây và 6 quả trứng. Bạn Thanh Tân 40 giây và 3 quả trứng bằng một nửa. Cho nên phần thắng thuyết phục thuộc về Hoài Giang. Chúc và đồng nghĩa với việc là em có quyền mở ô cuối cùng.
Đó là ô số 2. Ghét, trời ơi. Em thích ăn và ghét những ai không cho em ăn. Những lúc em không được ăn. Dạ cái đó cũng đúng đó. Tại vì ai mà chặn em ăn là thật ra là đều thất bại hết. Em sẽ kiếm cách để mà em ăn được thôi. Và em sẽ ghi những người đó vô danh sách đen. Thật ra là đây cũng là một liên quan tới cái sở thích ăn uống của em. Tức là em vẫn có ghét một số thứ. Ăn được rất nhiều thứ nhưng mà em ghét những loại rau mà nó có mùi nặng á. Như là hành, ngò, rồi cần. Nhưng mà em có thể hửi từ xa và em không bao giờ em đụng vô được luôn. Rồi, những gợi ý cho các bạn trong việc nấu nướng nhé. Phải để ý, đặc biệt lưu ý sở thích của Kim Anh để có thể nấu phù hợp. Hai bạn đang hòa nhau một điều. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào một thử thách cuối cùng để phân định thắng thua. Một thử thách vô cùng cam go. Thử thách đó là quán sushi. Ôi, thách thức ghê. Một, hai, ba. Ủa, này được quy định này, cái giếng, cái giếng với cái kéo thì cái nào hơn? À, cái giếng thắng. Cái giếng thắng. Chúc mừng Hoài Giang, em đã giành chiến thắng xuất sắc trong cái phần trò chơi rất là khó khăn này. Mỗi nơi sẽ có một cái cách chơi khác nhau. Và ngay từ đầu thì hai bạn không có giao là có nên chơi giếng hay không. Cho nên là khi mà bạn ra giếng thì chúng ta phải chấp nhận kết quả đó, đúng không? Vậy là phần thắng đã thuộc về bạn Hoài Giang. Thì Hoài Giang có quyền ưu tiên trong phần này. Quyền ưu tiên đầu tiên là bạn sẽ được chọn một trong hai món ăn mà Kim Anh đã ghi ra đây. Đó là món sushi và món gà kho nấm. Món nào là sở trường của em? Em chọn món sushi đi. Wow. Hồi nãy em có nghe chị Kim Anh nói là chị Kim Anh thích ăn đồ của Nhật. Thì Nhật thì liên quan đến món sushi. Nên em muốn lần này em trổ tài cho chị Kim Anh. Vậy là mặc định món gà kho nấm sẽ thuộc về Thanh Tân. Và em có thêm một quyền ưu tiên nữa. Đó là em được chọn bên trái hay bên phải của gian bếp của chúng ta. Và mỗi bên thì sẽ có một thách thức khác nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta chưa được tiết lộ. Em hãy chọn theo cảm tính của mình là em thích bên trái hay bên phải thôi. Em thích bên phải, em chọn bên phải đi. Em chọn bếp phải, vậy là Thanh Tân sẽ chọn bếp trái. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa kết thúc phần 1 của chương trình mang tên Khám phá khẩu vị ngôi sao. Và mời các bạn cùng vào bếp để tiếp tục phần 2 của chương trình Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Cảm ơn quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và phần 2 của chương trình đó là Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Hai bên chúng ta sẽ có hai gian bếp, bếp trái và bếp phải. Bếp trái sẽ có thử thách đó là đứng ở trên một cái thảm gai như thế này. Nhưng mà đi bằng chân không, không có giày. Mà chúng ta phải nấu ăn trong vòng 20 phút đó. Em cảm thấy là có chịu được không? Em cố gắng vì thần tượng của em. Đúng vậy, vì chị. Nào. Trời ơi. Nghe mát lòng mát dạ quá chị. Đúng quá. Và Hoài Giang ơi, bạn phải đặc biệt lưu ý là bạn không được di chuyển ra ngoài cái thảm gai này nhé. Bất cứ nguyên liệu nào ở đây hay ở sau này mà bạn cần lấy thì bạn phải dùng cái cây này. Thanh Tân ơi, mình thì có lợi thế hơn. Đó là mình có một huy hiệu thần bếp. Bạn nhận được sự trợ giúp từ Kim Anh. Nếu bạn cần giúp đỡ cái gì đó hãy gọi Kim Anh nhé. Tại vì em là một người con gái rất là đảm đang á chị. Ừ. Dạ đó giờ con số lần em vào bếp gần như là bằng không á chị. Dạ. Cho nên hai bạn nếu mà có muốn nhờ vả gì Kim Anh thì hai suy nghĩ bạn cho kỹ, suy nghĩ kỹ. Dạ, suy nghĩ kỹ có thể là không. Nếu cái gì làm được thì mình ráng làm nha. Bạn ấy cũng nói khéo trước chị rồi. Đó là mình nhờ cũng đôi khi là cũng bất lợi đó. Bên phần bếp của Thanh Tân có một thử thách đó là vừa phải mang bao bố như thế này và vừa phải nấu ăn. Nóng không em? Nóng. Và lúc nào em cần những nguyên liệu gì đằng sau hay là rửa gì đó em phải nhảy bao bố. Phải cẩn thận, hết sức cẩn thận. Và có một điều đặc biệt là trên một số nguyên liệu này sẽ có những thử thách nhưng mà không dành cho các em, dành cho thần tượng của các em. Cho em hả chị? Đúng, cho em. Và nếu các bạn ấy cần dùng một trong số những cái nguyên liệu mà có thử thách này, Kim Anh sẽ thực hiện những cái thử thách đó giúp các bạn nhé. Cho nên là lúc nào mà cần sử dụng nguyên liệu thì hãy gọi Hà Thu. Để Hà Thu gọi Kim Anh thử thách. Ôi em tưởng mình tới đây để ăn thôi á chị. Nhưng mà em cũng có thử thách hả chị? Ừ em, đâu phải ăn, đâu phải dễ dàng đâu em. Phải có làm mới có ăn. Em yên tâm đi, chị nghĩ những thử thách này không là gì với em ấy. Đặc biệt là đôi khi còn là sở trường của em nữa. Em yên tâm nha. Dạ. Bây giờ hai bạn đã sẵn sàng để thực hiện món ăn của mình chưa? Sẵn các sàng bạn có 20 phút để thực hiện món ăn. Rồi, mời hai bạn bắt đầu.
Wow, vừa ngồi được. Ôi, cái cây nó mà cũng lấy được. Mạn Giang tuyệt vời quá. Bạn vì lòng đam mê, thần tượng em biết không? Ồ, em mê chị vậy luôn hả Giang ơi? Đúng cái sở trường thần tượng là thích ăn luôn. Tuyệt vời quá, chị sẽ ghi giữ em, lưu giữ em trong tim. Giang ơi, hãy làm một món thật ngon cho chị ăn nào. Dạ chị. À chị ơi, em cần trứng. Em được giúp không chị? Em được giúp chưa? Chưa em, chưa em bình vẫn tĩnh. Vẫn chưa. Giang ơi, em giúp chị đọc lên cái thử thách mà em cần sự trợ giúp nhé. Bạn hãy diễn tả 5 tiếng kêu hành động của 5 con vật bất kỳ quen thuộc của bạn. Ủa sao tụi nhiên em chưa? Động vật vậy chị? Ừ. Em hiểu chưa? Dạ. Bây giờ con vật thứ nhất là gì nè? Có em làm đi xem chị có đoán được, xem em ra đây. Dạ. Em làm xem mọi người có đoán được em làm cái con gì không? Vừa hành động vừa kêu nha, cái tiếng kêu của con đó. Và bây giờ con vật đầu tiên là gì nào? Vừa hành động vừa kêu nha. Bắt đầu. Trời ơi, đừng giống chó quá, đúng không? Chó, một con. Ngáo, meo, meo. Trời ơi, mèo thấy ghê. Hai con. Dạ, rồi Ba con. Dạ, dạ. Chính gần hết giờ rồi. Con chim. Dạ, đúng rồi. Rồi, bốn con. Rồi, một con nữa. Ỉn. Con thứ năm, con heo. Dạ, em đã hoàn thành thử thách. Rồi, cảm ơn em. Và Hoài Giang ơi, em được sử dụng nguyên liệu rồi đó. Dạ, cảm ơn chị. Kim Anh ơi, khi mà em thực hiện mà những cái tiếng kêu cũng như là hành động của các con thú cưng á, dạ, mà đáng yêu lắm á. Chị Kim Anh ơi, em muốn sử dụng nguyên liệu mà có một thử thách. Mời em đọc thử thách nha. Hãy nhờ khách mời nói một câu thả thính với người chơi có tên nguyên liệu chính. Nguyên liệu chính là gì? Nấm đông cô chị. Nấm đông cô, thôi mình tạm bỏ chữ đông cô đi ha, mình dùng nấm thôi chứ thính mà nấm đông cô nó hơi khó. Bây giờ thả thính có phải là sở trường của em không? Dạ, chị đoán thôi em đừng ngại nữa, chị nghĩ là mình cũng thả không có nhiều nhưng mà cũng đôi khi đúng không? Dạ em thả nhiều lắm nhưng mà không ai thoát thì chị nghĩ là em thả thính có tốt không chị? Cho em thêm một lần một cơ hội để mình thử nè. Tân ơi, giả bộ chị nói xong em quay qua em hú hét cái rồi em làm tiếp chị nha. Dạ được chị. Nấm khác được không chị? Chứ là nấm nào cũng được. Nấm nào cũng được miễn là có nấm và thính. Rồi. Thịt gà nấu với nấm rơm, ăn cơm còn đói thì mời ăn em. Ủa sao Tân em chề môi dữ vậy Tân? Thôi em rất ấn tượng với câu hỏi. Phản loạn luôn kìa. Thiết nghĩ là cái tính của em nên làm lại tính khác. Tính này nó hơi căng. Chị Hà Thu, em cần một nguyên liệu. Rồi bây giờ chúng ta tạm gác lại cái thính đó nha. Dạ, cho dạ, em thời gian suy nghĩ. Giang ơi, em đọc cái thử thách của mình lên giúp chị nha. Dùng một sở trường dancer của mình nhảy hát túi trà trên nón. Ở đây có một cái nón như thế này. Hèn gì thêm một cái nón ra là đúng. Nhưng mà cái nón này không phải là nón bình thường. Dạ. Cái nón có hai túi trà. Và trước tiên là Kim Anh đội vào nha. Rồi, rồi cẩn em thận ghi và... lắm rồi. Cái màu cam này rất là đội vào rất xinh luôn ấy. Em sẵn sàng chưa? Dạ rồi rồi. Rồi mời em. Bắt đầu. Nhảy nè, chân nè. Ủa, tay cùng nè lúc. Cùng nhảy lúc hay là đúng, cùng nhảy. Lúc hả? Trời ơi. Trời ơi. Nhảy đi nào, nhảy đi nào. Phải có điệu chứ, phải có, mình có phải có phải rhythm đúng không? Dạ, em sẽ đó. Giữ một cái nét say xỉn nè. Đúng rồi, say xỉn nè. Dạ, xong rồi em sẽ ăn Giang ạ. Dạ, dạ. Trời, ăn Giang mà nó vẫn không lên được luôn chị ơi. Đỉnh cao quá vậy. Không, Tân chị ơi, xin lỗi em rất nhiều nha Tân. Chị nghĩ là tới mai vậy hả? Nó lên được cái này đúng không chị? Không, một cái nó nằm ở đằng sau tóc em ơi. Rồi một cái. Rồi rồi phải một cái. Phải cẩn thận đừng cho cái này rơi xuống. Ủa vậy hai cái rồi nè. Phải không? Một cái nó nằm đằng sau này đây. À đằng sau này. Đúng rồi. Nhảy nha, nhảy dạ. Nha. Dancer mà không nhảy là không được. Dạ, nhưng mà giờ sao để làm cái này em, lên mà lên, nó không rớt lên. Nè. Rồi rớt luôn hai cái xuống rồi. Thử thách này cam go quá. Nhảy đi em, nhảy tới mai luôn. Dạ, em sẽ chill tới mai luôn. Em có quyền dùng tay giữ cái nón lại cho nó khỏi rơi cái nón nha. Dạ, nón thì không rơi đâu, có cái này không rơi. Giữ không cái tay chứ phải giữ bao trà nè. Lắc hồi tiền đình luôn á. Em nghĩ là cái này dancer nó cũng không giúp gì được hết đó chị ơi. Không, dancer không làm được nhưng mà em làm được. Rồi lỡ không làm được là Tân không được món đó luôn á hả chị? Đúng rồi, là không được sử dụng cái nguyên liệu đó luôn á. Chị Thu ơi, động viên em đi chị Thu ơi. Ờ, chị đang động viên em đây, không có dancer nào mà chị lắc cái đầu vậy không em ơi, phải nhảy nữa chứ dancer gì mà có lắc nguyên cái đầu vậy. Rồi, một cái vẫn là một cái hả? Đúng rồi, bây giờ em phải suy nghĩ làm sao để cái này nó không rớt xuống mà cái kia nó lên được. À. Em thổi nó đi đâu đấy? Em thổi nó lên mà có vẻ không được. Nó lên rồi, còn một cái này thôi. À, lên rồi, cái này. Có vẻ rất là khó khăn dành cho Kim Anh, một thử thách vô cùng cam go.
Kim Anh ơi. Dạ. Bạn nhảy nhiệt tình vào, nhảy như vậy không được tính điểm đâu. Quẩy lên nào. Quẩy lên. Rồi mình chóng mặt không? Dạ em đang lấy mút lại cho nó đỡ chóng rồi, mặt. Rồi ok, chị, tiếp tục mới lại lòng thòng trước mặt nữa. Dạ, thật sự thử thách này rất là trí tuệ luôn chị. Rất là khó khăn và căng go. Dạ đúng rồi, rất là trí tuệ mà còn bắt em phải vận động nữa. Là nó trí tuệ bởi vì Hà Thu sẽ có một gợi ý cho Kim Anh như thế này. Dạ. Có nghĩa là yêu cầu của chương trình là bạn phải vừa nhảy vừa làm sao để cho cái túi trà này nó nằm trên cái lưỡi nón. Chứ không ai bắt bạn phải vừa đội nón và phải vừa làm cho nó nằm cái túi trà lên. Ok, sao mà chị nói trễ dữ vậy hả chị? Chị muốn ngắm nhìn em nhảy đó mà Kim Anh. Dễ dàng hơn chưa? Rồi. Yeah. lại nè, là chị giả bộ vui lại nha, không khéo léo chút nào cả. Rồi hoàn thành thử thách. Trời ơi tôi nhẹ nhõm quá. Chúc mừng Hoài Giang, em đã giành được cái phần nguyên liệu rồi. Nãy giờ em cần nguyên liệu này dễ lắm luôn á. Chị mệt chưa chị? Chị mệt rồi. Bây giờ mình ăn nha chị. Em có một thử thách, em nhờ chị giúp em với. Thử thách của em là gì? Bạn hãy lột và ăn hết 5 quả trứng cút trong 15 giây. Cái này nghe hấp dẫn hơn được xíu. Chị sẽ cầm trứng cút cho em và đếm thời gian cho em trong vòng 15 giây. Em thấy có khả thi không? Hên xui chị. Dạ. 15 giây, bắt đầu. Không phải này. Rồi. Wow, cô nàng thông minh quá. Kịp, cố lên em. Đây. Rồi, quả đầu tiên cho vào miệng nào. Dạ. Rồi. Tuyệt vời. Ngon không? Dạ. Bù lại là mình được ăn đúng không? Dạ, nãy giờ cũng khá đói rồi. Rồi nhảy nãy giờ cũng khá đói đó. 3 quả. Còn 5 giây. 5 giây tiếp tiếp. 4 giây rưỡi. 3 giây. 2 giây. 1 giây. Hết giờ. Trời ơi cô nàng bóc trứng xuất sắc quá. Em cảm giác là mình đang nhai luôn cái vỏ. Nó hơi giòn giòn đúng không? Trứng hôm nay có vị hơi giòn giòn đúng không? Nhưng mà dù sao thì bạn ấy cũng vừa qua thử thách rồi. Và chúc mừng Thanh Tân, em đã được sử dụng nguyên liệu đó. Thì em cảm ơn chị. Nhưng mà Kim Anh có nhớ gì không? Ủa, em tưởng chị quên rồi. Cái không, em có thể quên đấy. Chị hơi lớn tuổi nhưng mà trí nhớ của chị vẫn còn rất tốt. Mà chị không nhớ thì có người nhắc em à. Giờ chị Thu gợi ý cho em đi. Thả thính có được gì đâu, tự nhiên fan hâm mộ người ta mà mình ngồi mình thả thính vô duyên vậy. Thì lát nữa chẳng hạn em ăn 5 miếng gà thì chị sẽ được ăn một tí xíu, một nửa miếng. Dạ xin lỗi, một nửa số miếng. Dạ ý em nhầm, chẳng hạn 5 miếng thì chị sẽ được ăn 3 miếng luôn. Em mới nhớ được lời hứa của em nha, vì chị cũng đang đói á. Bây giờ chị không thả thính Thanh Tân đâu, tại vì chị thả thính em đấy. Chị vậy hả? Gái đẹp á. Em biết câu trứng rán cần mỡ rồi đến cái gì không? Tới bắp. Bắp cần gì? Bơ. Vậy là trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, gà đang cần nấm, chị cần em cơ. Ôi trời, thánh thả thính là đây rồi. Tân ơi, giờ không ấy chị nói lại cái câu của chị Thu. Yeah. Nhưng mà em phải giả bộ em vui mừng giúp chị. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, gà thì cần nấm. Em cần chị cơ. Wow. Trời ơi. Cảm ơn Tân. I love you. Thanh Tân ơi, em còn một sự trợ giúp, đó là huy hiệu thần bếp. Em có thể nhờ, em cần chị Kim Anh đeo cái ba bố cho em một chút không? Chị đeo cho em cái này được không? Bạn ấy hơi nóng đó em. Ok. Nè chị sẵn sàng luôn. Em cần chị mà đúng không? Rồi. Chào em, chúc em vui. Rồi bây giờ chị sẽ nhảy chứ hai bạn nè. Vui vui vẻ xíu đi em ơi. Không quạo nè. Em ơi tha cho người ta đi. Tha cho. Vâng, và đây là thành quả của 20 phút. Hai bạn đã làm việc cực lực để cho ra hai món ăn. Một bên là sushi, một bên là gà kho nấm. Không thể chờ được nữa, mời em. Em dạ. Thích thưởng thức món nào trước nào? Chắc bên em trước đi. Dạ, cho nó gần rồi, luôn. Chị mời em. Dạ. Mình sẽ ăn gà miếng. Là như thế nào? Thật sự là khi mà em bỏ miếng gà vô là em đã cảm nhận được là cái gia vị rất là đều, rất là thấm, rất là ngon luôn. Và đặc biệt là nó rất là mềm. Mềm đúng không? Chị thấy em cắn cũng rất là dễ dàng, không có bị dai. Mà ăn với nấm và ăn với lại cà rốt thì rất là tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ em dùng một chút nước nè. Dạ, chúng ta cân bằng vị giác và sau đó chúng ta sẽ thưởng thức. Ủa chị Thu không thử hả chị Thu? Tuyệt em thử nước đi rồi chị sẽ thử sau. Chị chỉ là ban cố vấn thôi. Thường thường mình ăn sushi thì mình ăn với nước tương với wasabi đúng không? Dạ đúng rồi, em đang tính hỏi luôn. Vì sao lại không có nước tương ở đây mà thay vào đó là tương ớt và mayonnaise?
Cái này là em làm tất cả đều tái hết đó chị, đặc biệt hơn là chị quậy đều hết. Thì nó có vị giác là nó vừa có béo, vừa có cay và vừa the the trong đó nữa. Chị quậy đều lên rồi chị chấm. Ở đây có cá hồi với bơ, có trứng, có tôm. Trước khi chị thử, chị thấy cái này là cái gì? Chị cảm nhận đó là cái gì? Trời ơi, tuyệt vời quá, bạn Giang tuyệt vời. Thằng nhỏ tinh tế quá, nãy giờ mình không nhìn ra luôn. Cái này là tình cảm của em dành cho chị. Biết nói gì vậy nữa, giờ thôi mình ăn thôi. Trời ơi, cảm ơn em nha. Rồi, trời, ăn cá hồi quá nha. Ăn cá hồi trước à. Em cũng ư tiếp hả? Lại ư? Không, nhưng mà thật sự là rất ngon. Và quấn rất là chắc luôn, cơm cuộn rất là hợp lý luôn. Vậy em có thiết nghĩ là nãy giờ thử thách của em trải qua bao nhiêu cam go có xứng đáng không? Quá xứng đáng chị ơi, em chỉ chờ tới phần này thôi đó. Em có thể cảm nhận rõ ràng việc của hai bên và để mà chấm điểm cho hai bạn chưa? Dạ. Trước hết là về mặt trang trí thì em vẫn rất là thích bên này. Màu sắc rồi cũng thêm trái tim nữa đó chị. Tim. Cho nên là cộng một không. Điểm. Bây giờ tới phần bạn này, là bạn này hiểu những cái mà em thích và em không thích như hồi nãy. Bên đây thì lại có ớt, tức là cái phần này thì em đã nói rồi, là em không có ăn được ớt, thì đáng lẽ bạn chỉ cần cho hai cái phần này thôi. Bây giờ mình nói một câu nào với thần tượng cho mình, để cho thần tượng mình suy nghĩ được là cái tình cảm của mình bỏ vào trong món ăn này nhiều như thế nào, để bạn ấy có thể dễ đưa ra quyết định hơn nào. Nói em xong không quyết định được luôn. Bây giờ cho hai bạn cơ hội được thể hiện tình cảm trước khi mà em chấm điểm đi. Trước hết là hồi nãy giờ chị cũng đã rất là cực để cho em có những nguyên liệu, nên là món này gồm có nấm, cà rốt, gà. Thì nó đầy đủ dinh dưỡng, hy vọng là chị có sức khỏe nhất là trong mùa này và sau đó là cho công việc sau này của chị. Rồi, chết em rồi. Hồi nãy cũng nhờ chị lấy dòng heo hai nguyên liệu. Món này muốn mang đến ý nghĩa là cho chị ăn là có sắc đẹp và chị dự dáng cho chị thon. Và đặc biệt hơn nữa là cái này tôm với cua rồi với cá hồi là nó bổ sung canxi cho chị. Thì lúc mà chị đi diễn nhảy đồ á, cho xương của chị nó được chắc khỏe. Có một trái tim đó chị chấm sao coi được thì chị chấm thôi. Hai món ăn này em đều rất là thích, thật sự rất là thích. Nhưng mà khi mà bắt buộc thì thôi thì em sẽ chọn món mà bình thường là em cũng rất là thích ăn rồi. Và hôm nay em lại thấy nó có một cái điều nó khác lạ. Vâng, và em chọn là bạn Giang. Rất là xin lỗi Tân. Và phần chiến thắng trong ngày hôm nay thuộc về món sushi của Hoa Giang. Xin chúc mừng. Vâng, và đây là món quà trị giá 5 triệu đồng. Xin mời Kim Anh trao cho Hoa Giang nhé. Rồi, cảm ơn Giang nhiều nha. Chương trình. Đây. Đây. Rồi, tặng Giang luôn. Và thêm một món quà dành cho Thanh Tân. Cảm ơn Tân rất là nhiều. Thanh Tân ơi, em có buồn không? Buồn thì chắc một chút xíu, nhưng mà em vui nhiều hơn. Tại vì tham gia được chương trình, gặp được chị Kim Anh, chị Hà Thu với lại bạn cùng chơi. Nhưng mà em phải vui, tại vì mặc dù em không giành chiến thắng, nhưng mà em có được một cái quả thính rất là to, rất là bự từ chị Kim Anh, đúng không? Vui lên nha. Dạ. Yeah. Người chiến thắng, cảm xúc của em như thế nào? Cảm giác của em thật là sung sướng. Sung sướng khi mình làm món ăn cho thần tượng của mình. Với một phần được thần tượng mình chấm điểm cho mình cao và được nhận giải đặc biệt, em cảm thấy hạnh phúc lắm. Rồi, em muốn ôm chuyện cái nữa. Nhưng mà sau chương trình em còn thần tượng chị không? Hình ảnh của chị á, cũng còn giữ được chút xíu trong lòng em đúng không? Giữ em giữ được, người ta mới muốn ôm. Okay, chứ không người ta chạy lâu rồi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Và chương trình Khẩu vị ngôi sao của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.